Trong căn nhà lợp lá cọ ven sông, người đàn bà xinh đẹp, tuổi đời 36, nhưng chồng mất sớm, cùng với đứa con trai 20, vạm vỡ, nhưng thiếu thốn tình cảm. Và rồi thì không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra khi mà người phụ nữ ấy đang thời kỳ mặn mà nhất. Bao nhiêu dạo dực lại ùa về, tê tê buồn buồn, ươn ướt khó tả. Bà Nhi vốn là dòng dõi thư hương, lấy chồng là người làm ăn lớn, nhưng số trời không tốt. Hơn 5 năm trước, chồng bà làm ăn thua lỗ, táng gia bại sản, gia cảnh sa sút. Giờ chỉ còn bà và đứa con trai sống với nhau trong một căn nhà ở xa thôn làng. Vì nhà nghèo nên năm nay dù con trai đã 20 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Bà Nhi đâm ra ưu sầu. Bà được bố mẹ thương nên được cho học hành đầy đủ, chỉ là không có chỗ thể hiện. Nên bây giờ dù không có tiền cho con đi học, bà là người dạy con học đọc sách viết chữ. Bà hy vọng rằng con mình có thể kiếm được một người vợ đoan chính, biết lo cho cuộc sống của mình. Vì bà biết với tài năng của con, sớm muộn gì thì cũng làm lên thành tựu. Nhưng nó đã 20 tuổi mà chưa lấy vợ, trễ nải nữa thì đâm ra ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này. Nhiều ngày suy tư, bỗng nhiên thì bà nghĩ đến người bạn thân là bà Đào, người bạn thân ngày xưa của bà. Hai người ngày xưa là bạn thân khuê phòng. Bà Đào lấy chồng, sau đó thì theo chồng đi làm quan ở nơi xa. Nên bà quyết định đi tìm cái người bạn thân đó để mong bà ấy giúp đỡ. Đến nơi, bà hỏi bất cứ ai về vị quan huyện họ Trần đó, chồng của bà Đào, nhưng ai cũng bảo là quan không họ đó. Mãi đến khi bà ngồi xuống quán nước ven đường thì mới biết là trước đây có một vị quan huyện họ Trần, nhưng nghe nói là ông này phạm tội, bị phạt tử quan, sau thì đi đâu không rõ. Bà buồn bực dự định đi lang thang thêm 2 hôm nữa rồi về. Trước khi về, nghe nói là núi Tảng gần đó chùa rất là linh nghiệm, nên bà đi bộ đến đó cầu cho đứa con trai. Chùa linh thiêng, người ngựa tấp nập. Bà Nhi cầu nguyện xong thì đi xung quanh chùa ngắm nghía. Phía sau chùa có nơi trồng cây trái cung cấp cho chùa. Bà Nhi tò mò đi qua. Nơi đó văng vẳng tiếng ai đó đọc sách, tiếng nói nhẹ nhàng. Nghe giọng nói thì có vẻ là cũng còn trẻ. Đến nơi thì bà thấy nơi đó có một người phụ nữ đang cuốc rau làm vườn. Bà ngó qua rồi lễ độ chào hỏi. Xin chào, xin hỏi nơi đây là... Người phụ nữ vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thốt lên. Ơ chị Nhi à? Em Đào đấy à? Hai người gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Hai người xưa kia là bạn thân, gia cảnh đều cao sang cả. Không ngờ sau khi kết hôn đều gặp kết cục bi thảm. Hóa ra là bà Nhi sau khi chồng mất chức, vì uất ức mà ông lâm vào cái rượu chè ăn chơi. Cuối cùng thì mấy năm trước khi chết, vì say rượu ngã xuống sông. Mấy năm đó còn bao nhiêu tiền gần như ông tiêu hết sạch. Ngày chồng mất tích, bà chạy vạy tiền nong nhờ người tìm chồng. Đến khi tìm thấy xác chồng thì bà chết ngất. Có miếng đất nhỏ cũng phải bán đi để trả tiền người ta tìm giúp. Hai người ngước mắt nhìn nhau, nước mắt tuôn dài. Sau một hồi kể lể với nhau nghe thì bà Đào cũng hỏi chuyện sao bà Nhi đến tìm mình. Nhìn ra cảnh bạn thân, bà Nhi cũng không muốn nói. Nhưng cuối cùng, dưới sự thúc ép của bà Đào, thì bà Nhi cũng nói ra nguyên do. Em biết đấy, con trai chị thì năm nay 20 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ. Nó là đứa có tài. Chị tin rằng sau này nó sẽ làm nên cái sự nghiệp, nên mong nó lấy được người vợ có thể giúp đỡ nó. Nhưng nhờ gia cảnh như vậy, người con gái thèm lấy con trai mình chứ.
Thì con trai em cũng vậy mà, nó cũng là đứa chịu khó. Năm nay cũng 19 rồi. Vậy mà chị xem à, hoàn cảnh em thì khác gì chị đâu. Nghĩ mà đau cả lòng. Hai người nói chuyện một hồi thì trời cũng dần tối rồi. Dưới sự nài nỉ, bà Nhi quyết định ở lại một đêm trước khi về. Đến khi ngồi cùng mâm ăn cơm, bà Nhi mới chứng kiến con trai bà Đào. Khác với con trai bà, Trọng, con chị Đào, là một thanh niên người dong dỏng cao. Tuy là có làm lụng với mẹ, nhưng người cậu cao ráo, kết hợp với làn da trắng trẻo, trông cậu khá có dáng vẻ thư sinh. Khuôn mặt đượm phong sương của người từng trải, làm cậu rất có sức hút quyến rũ. Hai chị em nói chuyện với nhau một lúc, thì dọn dẹp nhà cửa, rồi chuẩn bị đi ngủ. Vì nhà chỉ có một gian, nên Trọng rời đi đến bên ngoài ngủ, nhường chỗ cho mẹ và bà Nhi ngủ. Gần nhà có cái lều trông nương rẫy, Trọng đi đến đó để nằm ngủ. Hôm nay trăng sáng quá, Trọng đang ngồi đọc sách dưới trăng thì nghe tiếng cười khúc khích của con gái, rồi tiếng nói rì rầm. Trọng mới tò mò đi theo tiếng nói. Hóa ra có một cô gái ở dưới suối gần đó đang tắm rửa. Mái tóc dài buông xõa, cô gái nghiêng người nằm lên tảng đá thư giãn. Làn da trắng dưới ánh trăng càng thêm kỳ ảo, dưới khuôn mặt xinh xắn. Lần đầu tiên được ngắm một người con gái á ớ trước mặt, nhất là đó lại là một người đàn bà xinh đẹp, Trọng không khỏi cảm thấy bồi hồi. Trọng cứ thế vừa ngắm vừa nhìn, vừa lén lút mò tiến lại gần để mong nhìn rõ hơn. May thay bóng cây che lấp cho anh. Cứ thế thì Trọng thỏa thích ngắm nhìn. Cô gái thì hồn nhiên không biết, cứ vui đùa với làn nước mát, không biết rằng có một chàng trai đang ngắm nhìn hết tất cả, nhất là cái khu vực cấm ấy. Chị Nhi ơi, chưa tắm xong à? Tiếng của mẹ Trọng, bà Đào đến gần. Chỗ ngồi này rất dễ bị phát hiện. Trọng mới hoảng hốt chạy đi. Trong lòng thì dậy sóng. Hóa ra đó là bác Nhi à? Thật không ngờ, bỏ đi cái bộ đồ cũ đó, trông bà lại xinh đẹp như vậy. Dáng người sao mà tuyệt vời quá. Trọng vừa đi vừa suy nghĩ lung tung về bà Nhi. Nói là bà Nhi thế thôi, chứ thực ra thì Nhi mới 36 tuổi, lấy chồng từ năm 14. Đến khi về nhà chồng được vài tháng là đã mang thai, sinh ra thằng Thành. Ở thời hiện đại thì Nhi vẫn chỉ là một cô gái vừa bước qua thanh xuân một chút. Còn ở xã hội xưa thì Nhi đã là người phụ nữ có tuổi rồi. Bản thân Nhi thuộc dòng dõi gia đình quan lại, tuổi thơ được hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ. Sau khi lấy chồng, lúc đầu gia đình kinh tế có nên được hưởng thụ. Sau khi gia đình gặp biến cố, nhờ có tay nghề thêu thùa tốt, nên Nhi cũng chỉ ở nhà thêu thùa là đủ cho cuộc sống của hai mẹ con rồi. Nhan sắc của Nhi vẫn xinh đẹp lắm. Nhi vẫn luôn chú ý chăm chút nhan sắc cho mình, dù biết chẳng thể có ai ngắm cả. Vì biết giờ bản thân chỉ là mẹ góa con côi, nên ngày thường rất ít ra khỏi nhà. Mà mỗi khi có việc cần ra khỏi nhà, Nhi đều làm cho bản thân trông xấu xí, già nua đi, để cho đỡ bị gặp mấy tên Sở Văn Khanh. Chỉ khi tắm rửa mới trở nên hoang sơ tơ hớ mà thôi. Dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió, khổ sở nhưng Nhi vẫn giữ được cái nhan sắc, vóc dáng như người con gái đôi mươi vậy. Tất cả là nhờ ngày trước mẹ nàng dạy bảo, rồi người bạn tri kỷ Đào chỉ cho. Thế nên nàng vẫn có nhan sắc làm cho các cô gái phải ghen tị. Và nàng cũng không ngờ một lần tắm suối tại nhà bạn lại để cho một chàng trai khác ngoài người chồng quá cố nhìn thấy tất cả. Nàng cứ hồn nhiên nô đùa nghịch nước cho tiêu tan bớt mệt mỏi, cho đến khi có tiếng gọi của Đào. Chị đây, chị tắm vẫn chưa xong. Gớm, tắm gì mà lâu thế?
Công nhận là tắm suối mát thật em ạ. Ngâm ở đây thích quá. Thế chị cho em tắm cùng với. Ừ, thế em xuống đây, chị em mình tắm chung. Tiếng nói chuyện tắm rửa từ xa vọng lại, làm Trọng trằn trọc mất ngủ. Ngày thường thì Trọng cũng đi lại quanh chùa, cũng nhìn thấy không ít các cô gái trẻ. Có cả những cô gái con nhà quan lại. Nhưng không ai đem lại rung động cho Trọng như bà Nhi. Nàng có nét phong tình thành thục mà chỉ có ở phụ nữ đã trải qua chuyện gối chăn mới có. Nhưng nàng lại có sự tươi trẻ mà những người phụ nữ đã có chồng không có được. Trọng lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ. Từ ngày Nhi về, Trọng như người mất hồn, đêm hôm mất ngủ, ngày thì bỏ bê học hành ăn uống. Vốn quan tâm con, Đào chẳng mấy chốc nhận ra con trai mình có vấn đề. Sau nhiều ngày theo dõi thì nàng nhận ra con đã tương tư yêu ai đó. Nàng thành ra thì sầu khổ. Gia đình nàng với Nhi giống nhau. Hoàn cảnh đó lấy được người vợ vừa ý là điều vô cùng khó khăn. Giờ nàng biết làm sao đây? Không biết là Trọng yêu ai, cô gái có hoàn cảnh như thế nào. Nếu yêu cô gái con nhà giàu có, làm sao mà con lấy được người ta? Nàng sợ khi đó con thất vọng, sụp đổ, thì tất cả tương lai sợ rằng tan vỡ hết. 2 năm nữa là tổ chức thi hương rồi. Thế hôm nay con lên dãy trông thú rừng cho mẹ nha. Hôm nay mẹ thấy là dấu vết lợn rừng quanh đó đấy. Dạ vâng ạ, vậy mẹ ngủ ở nhà cẩn thận. Con tối nay lên đó trông dãy rồi học bài luôn. Cực khổ con rồi, thế nha, chịu khó đi. Đào vươn tay vuốt ve mái tóc con. Con nàng đã lớn thật rồi, đã biết yêu thật rồi. Sau khi tắm rửa xong thì Đào nhẹ nhàng đi đến gần chỗ lều con trai đang nằm. Nàng nghe tiếng con lẩm bẩm. Nàng giật thót mình. Chẳng có nhẽ nó và cô gái nào đang... Không thể, nếu mà như vậy thì càng hỏng bét. Đào hoảng sợ vội lao tới gần. Bác Nhi ơi, cháu yêu bác. Trời, thì ra nó nghĩ đến chị Nhi. Đào hoảng hốt đi về nhà, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn. Tuy chị Nhi là chị em thân với Đào, nhưng bảo rằng để Nhi lấy con trai mình, thì Đào lại khó mà đồng ý được. Người con gái xưa ai muốn con trai mình lấy một người phụ nữ đã góa chồng. Hơn nữa thì lớn tuổi như vậy. Trọng thì mấy hôm nay vẫn nghĩ về bá Nhi mà thao thức, không quan tâm đến việc gì khác. Đào nhìn thấy mà cười khổ. Suốt cả tuần sau đó, nàng đều lấy cớ để con lên dãy trông. Nhìn con trai mất ăn mất ngủ, bỏ bê học hành, Đào bạc đầu vì suy nghĩ cho con. Cuối cùng thì sau nửa tháng, nàng đã có quyết định. Trọng này, con vào đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Sau khi cơm xong, Trọng vừa rửa bát xong thì nghe mẹ bảo vào nhà nói chuyện. Giữa căn nhà gỗ đơn sơ, ánh trăng chiếu qua những khe hở xuống nền đất, cho ngôi nhà giữa tăm tối có một chút ánh sáng hiếm hoi. Dạ, thế mẹ có gì dạy bảo con ạ? À? Con ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. À. Mẹ có chuyện muốn hỏi con. Con phải trả lời thật lòng, không được nửa câu gian dối nhé. Trọng hoảng sợ, vâng dạ. Mẹ là người luôn bên anh từ lúc anh nhỏ, sung sướng tới bây giờ, qua những khó khăn hoạn nạn. Mẹ là người anh kính trọng nhất. Khi thấy mẹ nghiêm nghị như thế này, Trọng vô cùng hoảng hốt. Chẳng lẽ... Con thích bác Nhi, bạn mẹ đúng không? Dạ con... Ngẩng đầu lên và nói thật cho mẹ xem nào. Dạ... Hít một hơi sâu, Trọng quyết định thú thật với mẹ. Thế sao con lại thích bác ấy hả? Con biết bác ấy bao nhiêu tuổi rồi không? Con nhiều tuổi hơn cả mẹ mày đấy. Hơn nữa, lại là một quả phụ. Dạ nhưng mà thế có sao đâu hả mẹ? Sao sao lại lại không sao thế nào? Con điên à? Mẹ, thế con hỏi mẹ điều này nhé. Mẹ vẫn luôn mong con thi đỗ
để vực lại vinh quang, rửa sạch cái nhục nhã đúng không? Con biết là mẹ vẫn muốn con lấy một người vợ biết chi thư đặt lễ này nọ. Nhưng mẹ bảo với gia cảnh nhà mình như thế này, thì những người như vậy sao họ có thể ngó ngàng đến con được? Đến cái cô gái quan huyện họ Chu ở dưới chân núi không được hình thường thế mà còn lấy cái con trai lý trưởng ấy. Mẹ nghĩ là chúng ta ai thèm ngó ngàng tới chứ. Trong khi thì bác Nhi là người mẹ lại quá hiểu rồi. Bác ấy thế nào con còn phải nói sao? Nếu không phải bác ấy là người có hoàn cảnh như vậy thì sao con với tới được? Nếu con lấy được cô ấy thì cô ấy sẽ giúp cho con rất nhiều trong chuyện học hành. Tài năng cô ấy chẳng kém gì mẹ đâu. Mẹ tính lại ra nào. Bà Đào choáng váng trước câu nói đầy tự tin của con trai. Ôi trời! Thôi thế để mày để mẹ suy nghĩ một chút đã xem thế nào. Đào rối rắm. Ngày xưa quan niệm cổ hủ. Phụ nữ đã lấy chồng rồi, sao mà dễ dàng lấy chồng khác được. Nhưng mà con lấy cái chị ấy thì con đường quan tước của con sao mà làm được hả? Không, con đang nghĩ rồi. Con đang nghĩ ra một kế để cô ấy có thể thay đổi được cái sổ hộ tịch cho cô ấy. Nhưng mà cách gì? Thì con nắm được thóp của cái thằng con trai lý trưởng thôn Hà Xá dưới chân núi. Nên chỉ cần con bảo nó là nó sẽ thay đổi sổ hộ tịch cho mình. Ôi giời! Thôi được rồi. Thế thì mẹ đồng ý với mày. Thế vậy mẹ thì nghĩ cách giúp con đi. Thôi được. Để im này tao nghĩ thế nào. Khó thế. Nhi về nhà, một lòng buồn rười rượi. Ngoài Đào ra, nàng chẳng còn ai để có thể vay mượn. Thôi đành mặc số trời vậy. Trông thấy mẹ về với khuôn mặt đượm buồn, Thành biết là việc không thành. Chàng cũng không để trong lòng. Thôi thì kệ trong trời sắp đặt đi. Hai mẹ con lại trôi qua ngày tháng cũ. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi có một điều bất ngờ ghé đến. Từ bờ sông xanh ngắt bãi dâu, Thành chậm chậm quốc bộ đi về nhà. Bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ. Thành đoán ngay lại là mấy tên chó chết quanh đây định hấp diêm con gái nhà lành đây mà. Chàng đã gặp mấy cái vụ như thế xung quanh đây rồi. Thành chạy nhanh đến nơi. Thấy một cô gái đang bị ba gã đàn ông xé quần áo. Thành hét lớn một tiếng rồi xông vào. Bọn chó, cút ngay! Nhìn thấy một thanh niên cao to vạm vỡ, mặt giận dữ cầm cây xông tới. Ba tên kia thấy sợ hãi, vội hối hả chạy đi. Dạ thế cô có sao không? Tôi không sao. Cảm ơn anh nhá. Thành vội quan tâm nâng cô gái lên. Vô tình áo cô gái bị rách, làm lộ cái của cô gái ra. Thành đỏ mặt vội vã quay đi. Cô không biết là bãi dâu này luôn là chỗ nguy hiểm mà. Sao lại đi qua cái chỗ này một mình chứ? Cô khoác tạm cái áo của tôi đi. Tôi đưa cô về. Dạ cảm ơn anh ạ. Nếu cô mà tin tôi thì tôi có túp lều trông cá ở gần đằng kia kìa. Cô qua đó thì đợi tôi. Tôi về lấy quần áo của mẹ tôi cho cô mặc tạm. Chứ quần áo của cô thế này sao đi được? Dạ em cảm ơn anh ạ. Thế cô tin tưởng tôi là tốt rồi. Thôi chúng mình đi thôi. Thành đưa cô gái đến túp lều của mình gần đó. Sau đó vội vàng trở về nhà, lấy quần áo cho cô gái kia. Khi quay lại, không thấy cô gái đâu. Tưởng cô gái đi mất rồi. Thành đi ra chỗ gần cái bẫy cá, xem cá thì giật mình sửng sốt. Dưới làn nước trong veo, một cô gái xinh xắn đang tắm rửa. Thành đứng hình 15 phút mới biết là mình vô lễ. Vội chạy đi. Đi lên bờ, cô gái nhận ra ở chỗ túp lều có một bộ váy áo phụ nữ. Cô biết là chàng trai kia đã quay trở lại. Mặc vội mặc vàng quần áo rồi gọi. Anh gì ơi, anh còn ở đây không? Tôi ở đằng này. Nghe tiếng nói từ xa vọng lại, một thanh niên đang cầm một giọng cá mang về. Để cô đợi lâu nên tôi tranh thủ đi lấy mấy con cá về.
Nhà người quen, cô ở đâu? Tên là gì? Tôi ở gần đây, có khi lại giúp được cô. Thì người quen của tôi là bà ấy, tên là bà Nhi. Nhà thì có hai mẹ con ấy mà. Con trai tên là Thành, sống ở gần đây. Thế cậu có biết không? Đó là nhà tôi mà. Thế cô là? Thế là nhà cậu à? Tôi là bạn thân của mẹ cậu đây. Tôi là cô Đào. Dạ vậy, vậy cháu xin lỗi ạ. Để cháu đưa cô về nhà. Thật là số trời run rủi thế nào. Đào được một ông lái đò chỉ đường, đưa đến gần đây thì bị một đám côn đồ định hãm hại. Không ngờ được con trai bạn thân cứu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Khác với con trai mình, Thành là một thanh niên, dáng người cường tráng, làn da hơi ngăm đen vì rám nắng. Thành là người đi ra ngoài va chạm nhiều nên rất hiểu biết. Cậu vừa đi vừa pha trò, khiến cho Đào cười khúc khích không ngừng. Phần Thành thì cũng ngạc nhiên không kém. Bạn thân của mẹ trông thật trẻ trung, khuôn mặt trông như gái 16 tuổi. Nụ cười xinh trúng chím, làm tiếng cười giòn tan, càng hút hồn. Thành cảm thấy ở bên cạnh Đào thật sự là vui vẻ. Cậu chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Hôm đó nhà cậu sau bao nhiêu năm mới vui vẻ như vậy. Nhi cũng ngạc nhiên. Hôm nay con trai và bạn thân vui vẻ quá. Nhưng vì vui quá nên Nhi cũng không nghĩ gì. Đêm nằm trằn trọc, mỗi người đều có tâm sự riêng khó ngủ. Nhi thì nằm nói chuyện với bạn thân, còn Thành thì mang cái chõng tre ra ngoài ngủ. Nghe tiếng Đào nói chuyện mà Thành không dừng được nụ cười. Đào chuyến này sang đây cốt yếu để tìm cách thuyết phục bạn thân, nhưng không ngờ là mọi chuyện lại có sự thay đổi không nhỏ. Mấy ngày hôm sau, dưới sự mời chào của Thành, Đào bỏ mặc bạn thân ở nhà để theo Thành đi khám phá cảnh quan xung quanh nơi Thành ở. Hai người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Ban đầu là Thành nắm tay giúp đỡ Đào, nhưng chẳng biết từ bao giờ Thành cứ thế nắm tay Đào dẫn đi, vô cùng tự nhiên, vô cùng vui vẻ. May thay hôm nay, trong bẫy của Thành có dính một con gà rừng. Thành thuần thục nướng gà mời Đào ăn. Nhìn đôi môi Đào khi ăn, Thành thầm nuốt nước bọt. Thầm nghĩ, giá như mà được hôn cái đôi môi đó thì hay biết mấy. Thành nhìn cô gì mà ghê thế? À dạ, không có gì ạ. Trông cô xinh quá nên nhìn thêm một chút ạ. Thành lúng túng trả lời, mặt bất giác đỏ rực lên. Đào thì cười lên thích thú. Con suối này rất mát, cô có muốn xuống rửa mặt chút không? Được, được, mà trời cũng nóng đấy, xuống rửa mặt cho nó mát. Dạ thế cô đi cẩn thận ạ. Thành xuống trước dắt tay Đào. Bỗng nhiên thì Đào trượt chân, lao về phía trước. Thành sợ hãi vội thủ thế ôm chầm lấy Đào. Vốn dĩ Thành cao hơn Đào, nhưng vì khom người lao về phía trước nên Thành ra hai người ôm nhau, mặt kề mặt, môi kề môi. Đào bỗng tim đập thình thịch, nhìn Thành nhìn mình chằm chằm như muốn. Đào bỗng ngượng ngùng đỏ mặt. Thành làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Tôi Thành còn sao không buông tôi ra? Thế định làm gì tôi à? Tôi thì tôi không muốn buông. Thế Thành định làm gì tôi? Hay là yêu? Thành không trả lời nữa mà cúi xuống hôn đôi môi làm chàng khổ sở mấy ngày hôm nay. Thành chưa biết hôn, chỉ có sự cuồng dã trong đó. Nhưng chính điều đó lại làm cho trái tim Đào như tan chảy ra. Ban đầu thì Đào ngượng ngùng định đẩy Thành ra, nhưng cuối cùng cô lại níu anh lại. Hai người hôn nhau không biết bao nhiêu lâu. Đào, em làm vợ anh nhé. Thành nâng mặt Đào lên, nghiêm túc nhìn cô. Nhưng chúng ta làm sao có thể lấy nhau được? Thành bây giờ chỉ là ham muốn nhất thời thôi. Khi Thành gặp một người con gái khác sẽ cũng có cảm giác như bây giờ thôi.
Không, tôi yêu em thật lòng. Tôi hiểu lòng mình. Tôi biết Đào nghĩ rằng tôi bồng bột, nhưng tôi sẽ chứng minh cho Đào thấy được lòng mình. Thành và Đào im lặng về nhà. Tối hôm đó thì không khí trong nhà đè nén. Nhi nhận ra có sự khác lạ, nhưng không hiểu rõ lắm. Đào cũng rối như tơ vò. Nàng sang đây để thuyết phục bạn, không ngờ lại vướng vào cái lưới tình này. Hai ngày hôm sau, hai người tỏ ra bình thường. Nhưng nếu tinh ý thì sẽ nhận ra là hai người có chút khoảng cách. Ngày Đào đi, lòng Thành buồn rười rượi. Hai người không nói câu nào, lặng lẽ bước đi. Và toán cướp hôm nọ lại xuất hiện, bủa vây đôi trai gái. May mà Thành chống đỡ được chút ít. Thành nhân cơ hội đó, lôi Đào chạy thật nhanh, bỏ lại mấy tên cướp kia đuổi đằng sau. Hai người lôi nhau vào rừng, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bọn kia. Thành đưa Đào vào một góc kín nhỏ, được bao bọc bởi đá tảng xung quanh. Hai người dựa vào đó thở dốc. Cũng may là dưới sự sợ hãi, Đào chạy đủ nhanh, không thì không thể chạy trốn khỏi cái bọn kia được. Nhưng mà sao cô lại khóc thế? Thì sao cậu lại dẫn tôi đi? Cậu làm thế này rất nguy hiểm, có biết không? Nhưng mà làm sao tôi có thể bỏ mặc cô ở lại đó được? Cô đừng khóc nữa, không sao đâu. Đào vừa khóc thút thít, vừa xé cánh tay áo trắng ra băng bó cho Thành. Lòng cô giờ rất loạn. Đang băng bó thì cô bị Thành đưa tay bịt miệng. Đừng nói gì, bọn chúng đang tìm quanh đây đấy. Đào không dám khóc nữa. Tiếng động do mấy tên kia lục soát càng ngày càng gần. Cô trốn vào góc này nhé, để tôi dẫn dụ bọn chúng đi. Nhớ là không được đốt lửa gây ra khói hay là ánh sáng. Nếu chốc nữa tôi không về, lúc trời nhá nhem tối, thì cô trốn theo con suối này mà đi về. Nhớ là xuống dưới kia, lấy đất bôi đen hết lên người đi. Chọn chỗ bụi rậm mà đi. Đi từ từ thôi. Nếu nghe thấy tiếng động thì nằm sấp xuống để tránh bọn chúng nhé. Thành đẩy Đào vào góc nhỏ giữa những tảng đá. Sau đó thì kiếm mấy hòn đá nhỏ dựng lên, lấy lá cây phủ lên che chỗ hở. Như vậy, cho dù bọn kia có tìm đến đây, cũng không biết bên trong hốc có người. Thành sau đó lao đi như tên bắn. Tiếng động sột soạt làm mấy tên kia chú ý. Cái thằng danh kia bên này, đuổi theo nó đi. Tiếng người dần xa, nhưng Đào không dám tạo ra tiếng động, chỉ im lặng. Trong lòng thì hỗn loạn vô cùng. Thời gian đã lâu mà Thành chưa quay lại, lòng cô càng thêm rối loạn. Cô vốn có tình cảm với Thành, chỉ là e sợ quá nhiều thứ. Sợ anh chỉ là ham muốn cô nhất thời, sợ thiên hạ đàm tiếu này nọ. Nhưng theo thời gian trôi qua, Đào càng lo cho Thành. Cô cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra. Đào ơi, cô còn ở đó không? Tiếng gọi yếu ớt của Thành làm cô sực tỉnh. Đào vội vàng bỏ từng viên đá ra. Cảnh tượng khiến cô phải rơi nước mắt. Thành khắp người là vết thương, quần áo thì rách sạch hết cả. Cô vội đến ôm chầm lấy anh, bàn tay run run. Không sao rồi, cô đừng sợ, giờ cô đã an toàn rồi. Thành nói được câu đó thì ngất lịm đi. Đào hoảng sợ khóc lớn. Cô không kìm được nước mắt nữa. Cô không biết mình đã nói gì, làm gì. Chỉ biết mình phải bằng mọi giá cứu người con trai này. Cô không thể mất anh được. Sau một lúc, Đào mới nhận ra Thành không phải là đã chết. Trên người anh ta bị rất nhiều vết thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chắc chắn là do mệt quá mà ngất đi. Thành tỉnh lại thì trời đã tối. Phía trước mặt anh là đống lửa nhỏ. Ơ, anh tỉnh rồi à? Anh cảm thấy người thế nào? Tôi không sao. Thôi chúng ta về thôi. Anh, thế anh còn giận tôi ư? Sao tôi giận cô được? Tôi hiểu cảm xúc của cô. Điều này chẳng thể trách cô được. Tôi hiểu mà. Thôi chúng ta về thôi.
Mai tôi sẽ đưa cô đi. Thành ngồi dậy để đi, nhưng đằng sau tiếng khóc càng ngày càng lớn. Thành quay mặt lại. Đào đang khóc mà nước mắt đẫm mi. Cậu cảm thấy đau lòng vô cùng. Thôi đừng khóc nữa. Em muốn ra sao thì tôi đây cũng chịu cả. Đừng khóc nữa nhé. Ngoan. Thành không biết làm gì nữa. Mặc kệ đau đớn. Mặc kệ đống vải quấn quanh người. Ôm Đào vào lòng. Nhẹ nhàng thủ thỉ. Em xin lỗi. Đừng giận em nữa nhé. Em không muốn mất anh. Nghe Đào nói câu nói đó, Thành cảm thấy tất cả đều thông suốt. Cậu nhẹ nhàng lau dòng nước mắt của Đào. Cả hai cảm thấy như có một ngọn lửa bùng cháy trong mình. Quần áo hai người bắt đầu xộc xệch, tưởng chừng như sẽ xảy ra một trận mây mưa ở cái nơi hoang dã này. Thì Thành bỗng dừng lại, cậu buông Đào ra. Anh sẽ về xin mẹ cho cưới em. Ngày thành hôn, anh muốn em chính thức thuộc về anh. Em đồng ý nhé. Đào e thẹn gật đầu. Hai người đêm đó nằm ở giữa rừng sâu mà tâm sự. Thỉnh thoảng thì không thể thiếu những màn dạo nhạc của cả hai. Tuy nhiên thì Thành vẫn kìm nén được. Cậu muốn cho cô một đêm tân hôn thật là tuyệt vời. Cả một ngày lo lắng, cuối cùng thì sáng hôm sau, Thành và Đào cũng về nhà trước sự lo lắng của Nhi. Thành và Đào quỳ trước mặt cô mà thưa. Mẹ, hôm nay con xin mẹ cho con được cưới Đào làm vợ. Đời này kiếp này, con nguyện chỉ cưới cô ấy, yêu thương một mình cô ấy. Dù sau này nghèo khổ hay giàu sang, cũng không xa rời. Con vừa nói gì thế? Mẹ, chúng con yêu nhau. Hôm qua, con gặp một đám côn đồ. Nếu không có Đào, con đã. Con yêu cô ấy và cũng chỉ nguyện cưới cô ấy thôi, mẹ. Con Đào, thế chuyện này là thế nào hả mày? Chị, em yêu cậu ấy. Mong chị đồng ý. Hai người thế này là thế nào? Nhi bần thần một hồi, sau đó thì suy đi tính lại. Cuối cùng, cô cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi. Mẹ đồng ý hôn sự của hai đứa. Nhưng mẹ nói trước. Thành, nếu con đã chấp nhận lấy Đào làm vợ, thì con cũng phải chấp nhận quá khứ của cô ấy. Sau này, dù như thế nào, cũng không được hài lòng, ghét bỏ cô ấy. Nếu không, mẹ sẽ không tha cho con đâu. Hôm nay, mẹ đồng ý hai đứa thành hôn. Nhưng phải đợi mấy hôm nữa. Khi con khỏe lại, thì mẹ sẽ làm lễ cưới cho hai đứa, nha. Cả Thành và Đào gật đầu vâng phải. Vậy là mấy ngày sau đó, cả ba người tất bật dọn nhà. Vì nhà bé cũng chưa có thời gian, nên đành lấy một tấm liếp chắn ngang, làm nơi sinh hoạt vợ chồng cho Thành. Còn Nhi sẽ ngủ ở ngoài. Lúc đầu, ba người cũng ngại lắm, nhưng vì chẳng thể để Nhi ngủ ngoài được, cũng chẳng thể bảo hai người sinh hoạt ngoài trời được, nên đành chấp nhận. Ngày Thành thấy khỏe mạnh là ngày hai người thành thân. Thành lên núi kiếm được con heo rừng nhỏ, mang về để làm thịt. Còn Nhi với Đào thì ở nhà làm rau dưa dọn dẹp. Dưới mái nhà tranh, Thành và Đào làm lễ với Nhi. Tuy khung cảnh không đẹp, nhưng cả ba đều cảm thấy thật sự vui vẻ. Ăn xong bữa cơm là trời tối rồi. Nhi ngại ngùng ra ngoài sân ngồi một lúc. Nhưng vì ở giữa khung cảnh im lặng như vậy, Nhi vẫn nghe rõ từng tiếng động ở trong phòng. Lúc này không chờ được nữa, từng mảnh vải rơi dần rơi xuống. Cô ấy thật đẹp. Anh nhìn cái gì mà nhìn người ta ghê vậy? Thì anh ngắm nhìn em thôi. Em đẹp quá. Anh thật may mắn khi lấy được em. Thành chẳng chờ Đào nói gì mà làm luôn. Nhi ở ngoài mà nghe rõ mồn một, làm Nhi hơi xấu hổ. Anh ơi, đừng dừng nhé. Giờ Đào không còn là thiếu nữ ngại ngùng nữa. Chỉ cần cái chuyện vợ chồng
không ảnh hưởng đến việc Thành học hành là được. Còn cái chuyện sức khỏe của Thành thì Đào không lo. Cô biết vài phương thuốc bí truyền do gia đình truyền lại rất có tác dụng trong cái việc tẩm bổ cho đàn ông và chăm sóc thân mình cho phụ nữ. Thành rất giỏi, nhưng đúng như Nhìn nói, nếu không chú ý thì vài năm nữa anh xuống sức mất phong độ, chẳng phải cô sẽ rất tiếc nuối hay sao? Cô cũng sẽ cố gắng làm bản thân đẹp hơn. Cô tuy là gái đã qua một lần sinh nở, nhưng vẫn còn đẹp lắm, vẫn còn khít khỉnh khịt lắm. Thực ra thì cô còn có thể làm cho mình đẹp hơn nữa. Có điều thì ngày trước, sau khi sinh nở một thời gian, do gia đình gặp biến cố, nên cô chẳng còn tâm trí đâu mà chăm sóc bản thân cả. Nay lấy được người chồng như ý, Đào quyết tâm làm cho Thành không rời khỏi cô nửa bước. Chị à, em có chuyện muốn nhờ chị. Cái chuyện này hơi xấu hổ, nhưng em chẳng biết làm sao, đành mở miệng nhờ chị. Ờ thế có chuyện gì thì em cứ nói đi, chị em chúng ta có gì đâu mà ngại, mẹ chồng con dâu mà. Thì em giờ lấy anh Thành làm chồng rồi, nhưng mà con em ở một mình, em không yên tâm. Em mấy ngày tới định sẽ đến chỗ người quen, nhờ họ thay đổi cho hộ tịch cá nhân, để cho em thành gái chưa chồng. Như vậy sau này, anh Thành thành công rồi, thì em cũng không làm ảnh hưởng tới anh ấy. Tiện thể thì em cũng muốn là bốc chút thuốc cho em về để anh ấy uống. Vì vậy thì muốn nhờ chị đến nhà em đưa cho con em cái lá thư để nó yên tâm. Vài ngày nữa thì em sẽ về sau. Chuyện này á? Ừ, thôi được rồi. Chị sẽ coi nó như thằng Thành và chăm sóc nó. Ừ, em yên tâm đi. Ngày mai chị sẽ lên đường. Em có gì muốn nhắn nhủ thì viết thư cho con đi. Nghiên mực và giấy bút thì chị cất trong hòm kia rồi. Ngày hôm sau, Nhi lên đường, tìm đến nhà Trọng một lần nữa. Cô chỉ nghĩ đơn giản là mình là nhà trai, cũng nên có một lời nói rõ ràng với người thân duy nhất của Đào là Trọng. Nhi đi mà không hề hay biết, có đôi mắt vẫn luôn theo dõi cô. Anh, em cảm thấy có lỗi với mẹ quá. Em có quá đáng lắm không? Không, có gì mà quá đáng à? Nếu mẹ không thích, thì chúng ta cũng không ép mẹ. Anh cũng mong mẹ có được hạnh phúc của riêng mình. Thực sự thì chúng ta cũng chẳng thể suốt ngày ở bên chăm sóc cho mẹ được. Nếu cậu ta biết trân trọng, anh cũng mong cậu ta thành công. Cả tháng trời chưa thấy mẹ quay về, Trọng thấy thật là sốt ruột. Liệu có biến cố gì xảy ra không? Khi Trọng đang định khăn gói đi tìm mẹ, thì Nhi xuất hiện. Vẫn bộ dạng như lần đầu xuất hiện. Cô trang điểm như một bà già. Nhưng Trọng nhìn thấy lại tim đập thình thịch. Chẳng lẽ mẹ đã thuyết phục được cô ấy hay sao? Trọng à, bác có chuyện muốn nói với con. Con bình tĩnh ngồi xuống đây. Dạ vâng ạ, bác cứ nói. Tâm trạng Trọng bắt đầu trùng xuống, có chuyện không lành. Thì chuyện là như này. Nhi kể sơ lược cho Trọng nghe việc Đào kết hôn với Thành. Nhìn thấy Trọng im lặng, Nhi cũng thấy hơi có lỗi. Bản thân nhà người ta có hai mẹ con ở với nhau thôi. Nay mình lại chia sẻ hai mẹ con họ với nhau, Nhi cảm thấy thật có lỗi. Trọng, mong con có thể chấp nhận cái chuyện này. Dạ không sao ạ, con có thể hiểu được. Con cũng mong mẹ con có thể hạnh phúc. Lúc nãy chỉ là con quá bất ngờ thôi ạ. Trọng quả thật bất ngờ. Vốn dĩ là mẹ cậu đi kiếm vợ cho cậu, ai ngờ lại bị con trai người yêu nhanh chân hơn cướp mẹ mình đi. Trọng biết mẹ mình cũng rất là xinh đẹp, nhưng không ngờ tên kia nhanh chân như vậy. À, mẹ con có bức thư nhờ bác gửi cho con, thì con đọc đi. Dạ vâng ạ. Trong thư, Đào nói chi tiết hơn Nhi về việc cô lấy Thành. Tất nhiên là không kể cái chuyện XYZ rồi. Tuy cô nói ít, nhưng mà Trọng nhận ra Đào thật sự rất là yêu Thành. Cô vui vẻ vì điều đó. Cuối thư chính là về cái chuyện của Trọng với Nhi.
Đào chưa hề nhắc chuyện này với Nhi cả. Tuy nhiên thì cô đã cố tình đưa đến cho Trọng cơ hội. Cô cho Trọng một tuần để có thể ở một mình bên Nhi, chinh phục cô ấy. Trọng thầm nghĩ, một tuần sợ rằng không đủ với một cô gái đã trải qua nhiều biến cố như vậy. Sao cậu có thể dễ dàng chinh phục được trong một tuần được? Nhưng cậu sẽ tự tạo cho mình cơ hội. Nhi thấy Trọng đọc thư xong, cậu đứng lên thở dài. Mặt cậu tỏ vẻ buồn khổ. Nhi thấy trong lòng áy náy quá. Nhi cảm thấy Trọng như đứa con của mình vậy. Cô muốn an ủi cậu. Chắc cậu buồn lắm đây. Trọng, con nào đây? Cô, con xin lỗi. Con cần cân bằng một chút. Cô biết đấy. Con cần có thời gian để chậm rãi thích ứng với cuộc sống một mình. Bác, con. Bác này, con biết bác với mẹ con thân nhau như chị em. Bác có thể ở đây với con vài hôm, cho con có thời gian thích ứng dần dần được không? Bác, được, thôi bác đồng ý với con. Con cảm ơn bác. Bác cho con ôm bác một cái được không? Ôm ư? Nhi hơi ngập ngừng, nhưng nhìn chàng trai thư sinh tươi sáng trong buồn khổ kia, thì tâm Nhi mềm nhũn và gật đầu. Trọng hơi mím môi mỉm cười khi ôm Nhi vào lòng. Nhi không biết sự buồn rầu đau khổ trên mặt Trọng đã tan biến, và thay vào đó là nụ cười vui vẻ vô cùng. Được ôm người mình thầm yêu vào trong lòng, mới thấy nó hạnh phúc như thế nào. Ôi, cái mùi thơm của cô mới thật tuyệt vời làm sao. Cậu nghĩ, giá như có thể kéo dài giây phút này thì hay biết mấy. Về phần Nhi, lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ Trọng như con trai mình. Nhìn cậu đáng thương thì muốn ôm cậu an ủi. Đến khi ôm chặt mới nhận ra là cậu đã biểu tình từ lâu rồi. Hai người cứ thế một lúc thì mới buông ra. Nhi mặt ửng hồng xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, còn Trọng thì len lén mỉm cười hạnh phúc. Trọng nhận ra Nhi rất áy náy với cậu. Cô là con người lương thiện, vì thế cậu luôn tranh thủ tỏ vẻ đáng thương để dụ dỗ Nhi. Nhi không hề hay biết cô vì áy náy nên chăm sóc cậu như con, từ cái ăn cái mặc, học hành. Được mấy hôm, Trọng dụ dỗ cô đi chơi cho khuây khỏa. Hai người cứ thế đi chơi, bỏ lại cho Đào một phong thư ở trên giường trước khi đi. Mẹ à, con dẫn cô ấy đi chơi mấy hôm. Trước khi con chinh phục được cô ấy, con quyết không về. Mẹ và cậu ta cứ sống ở đây. Đào và Thành sau khi đọc được bức thư này, hai người ở lại đây chơi hai tuần rồi cũng đi chơi. Đào dẫn Thành đi thăm thú nơi nàng đã sống gần 20 năm qua. Đến tận 2 tuần sau mới về. Khi ngang qua nhà, Đào vô tình ở dưới chân núi nhận được tín hiệu con trai đã về. Cô và Thành bước lên núi. Khi vừa về đến gần nhà, cô ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng động phát ra từ trong căn nhà. Trọng, Trọng ơi đừng, đừng, cô sướng quá em ơi. Ngoài cửa, nghe tiếng là hai người đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Hóa ra là họ đang XYZ với nhau rồi. Xong xuôi, tối đến, hai người nhìn nhau vui vẻ. Còn Nhi và Đào thì đi tắm rửa. Vậy cùng tắm rửa đi. Nhi cũng đỏ mặt. Sau khi tắm rửa xong, thì cả hai về nơi ở của mình, thì thấy đồ ăn đã xong xuôi. Vừa ăn xong, cả hai thanh niên vội vàng hấp tấp đi rửa bát. Rồi bốn người lại tiếp tục túc tiệp đến gần sáng thì mới xong. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Hai chàng trai mỗi sáng sớm lại dậy thể dục, dọn dẹp nhà cửa trước khi học bài. Còn hai cô gái hàng đêm được hai chàng trai chăm sóc thì luôn ngủ ngon lành. Hai cô dậy trong vui vẻ, cùng với hai chàng trai chăm sóc gia đình. Hai người không còn thấy thiếu thốn như trước nữa. Đang vui thì một điều bất ngờ ập đến. Hai cô gái đồng thời mang thai. Hai chàng trai sợ hai người nhiều tuổi còn mang thai,
không muốn hai người mạo hiểm. Nhưng cuối cùng thì vẫn không cản được hai cô ấy. Ngày thi hương gần kề, cũng là ngày hai cô gái sinh nở. May thay, hai cô đều sinh thuận lợi. Hai cậu bé rất là kháu khỉnh. Ba kỳ thi dần qua, hai cô gái ở nhà trông con, còn hai cậu bé đã lớn hơn một chút, đã bắt đầu chập chững biết đi. Khi tiếng chuông tiếng trống hô vang ở phía đằng xa, nhìn thấy hai người đàn ông áo gấm vinh quy, hai cô gái bất giác nước mắt chảy dài, theo chân hai người đàn ông về nơi nhậm chức. Hai cô gái đã trải qua một kiếp người, họ từng là lá ngọc cành vàng, từng là người được nâng niu chiều chuộng. Sau khi trải qua biến cố, họ hàng người thân đều tử họ. Họ trở thành người tứ cố vô thân. May thay, nay con trai họ đã bù đắp tất cả. Hai chàng trai được làm chức quan chính lục phẩm. Trọng là tri phủ, còn Thành là đô đốc. Hai người cùng nhậm chức một chỗ. Nhà mới của họ tuy không bằng đời cha họ, nhưng đã là rất tốt rồi. Tường gạch mái ngói, nhà theo ý của họ. Một dòng suối nhỏ chảy qua nhà, phía sau là núi non, phía trước là thành trấn tấp nập, cây xanh khắp nhà. Hai căn nhà cạnh nhau, nhà được thiết kế theo kiểu năm gian hai trái. Phía xa là nơi ở của người hầu. Nhưng điều đặc biệt là có một hành lang thông hai căn nhà với nhau. Có một khu nhà gồm một nhà ăn, hai phòng ngủ liền kề. Nhi và Đào đều cảm thấy ngạc nhiên. Hai phòng ngủ chỉ được ngăn cách qua một tường gỗ. Hai chiếc giường đặt sát vách. Nếu mà hai vợ chồng phành phạch, chẳng phải bên kia biết hết. Cả bốn người đều thích có không gian riêng tư, nên khu nhà này cấm người gần lại. Chỉ có một người giúp việc, một bà nuôi cho mỗi cậu ấm, một đầu bếp. Hai chú chó này đã lớn, sinh được thêm mấy con chó con. Chúng chính là hộ vệ đắc lực cho họ. Vừa bố trí xong xuôi, Thành và Trọng mấy ngày liền bị vướng bận trong cái xã giao quan lại. Không biết bao nhiêu người mời hai người ăn uống chơi bời. Phải mất gần hơn 2 tuần, hai người mới dứt ra được khỏi cái đám người đó. Từ nay, buổi tối cậu sẽ ngủ ở phòng riêng của mình đằng kia. Người liệu mà trông nom cậu, cấm đi lung tung trong nhà. Con cũng nên học tập em ạ. Nhi ngạc nhiên nhưng cũng tôn trọng chồng. Trọng nay đã là quan lục phẩm, nhìn càng thêm chững chạc thành thục. Trọng mới chậm chậm ôm lấy Nhi, nhẹ nhàng hôn Nhi, nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu. Và bốn người lại sống trong căn nhà khang trang đó. Họ cứ thế mà hòa tan trong nhau. Tất cả như một sự sắp đặt của ông trời, một trò chơi trao đổi hạnh phúc. Cho đến sau này, khi làm quan nhất phẩm tại kinh thành, không ai biết được hai vị quan lớn được vua tin dùng nhất ngày ngày cùng vợ làm cái chuyện ấy trước mặt mẹ mình. Chỉ có hai đứa con là biết. Từ khi còn bé thì thỉnh thoảng chúng lại nghe trộm được những âm thanh lạ phát ra từ căn phòng bí mật đó.